Vỏ nhẫn này, viên đá này, gọi là chiếc nhẫn này của một vị khách hàng đeo rất lâu năm. Chiếc nhẫn này là vàng 18 và được quý khách này sở hữu và sử dụng rất lâu năm, đầy xước mớp, đeo lâu rồi và thích phong cách mới, kiểu dáng mới và theo sự tinh tế đẹp đẳng cấp, nên vị khách hàng này đã đến với Kỳ Lân Luxury và gặp Kỳ Lân, yêu cầu Kỳ Lân là phải làm sao cho anh một chiếc nhẫn cực kỳ đơn giản nhưng phải vô cùng tinh tế, đẳng cấp, sang trọng và thượng lưu cho anh, và đưa cái viên đá này vào vỏ đó. Vâng, Kỳ Lân sẽ thực hiện theo yêu cầu của quý khách đó, bởi vì đó là sở trường của mình. Kỳ Lân bắt đầu lên ý tưởng và thiết kế, gửi mẫu cho quý khách duyệt qua file. Sau khi được duyệt mẫu từ vị khách hàng này, Kỳ Lân sẽ tiến hành hoàn thiện bằng vàng nguyên khối AU750 và có mít thêm một số viên kim cương nhỏ, tuyển chọn từng viên một cho đẹp và đưa cái viên đá chủ của quý khách này vào. Chiếc nhẫn sẽ trở nên rất đẹp, tinh tế và thượng lưu với sự đơn giản cũng như đẳng cấp từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại, vàng hồng rô gôn ánh với vàng nguyên khối không bọt không xốp và cực kỳ đẹp. Kỳ Lân cũng có nhận mài những viên đá theo hình dáng, theo kích thước, theo đúng cái nhu cầu, cái yêu cầu của quý khách. Vâng, và nếu như quý khách nào đang sở hữu những viên đá hoặc là chưa có những viên đá luôn, hãy đến với Kỳ Lân Luxury để mà Kỳ Lân gửi những viên đá màu sắc phong thủy theo yêu cầu, những viên đá kiểu dáng độc lạ theo yêu cầu, hoặc là những cái viên đá mà quý khách chỉ cần gợi ý, Kỳ Lân sẽ gửi những cái mẫu đá đẹp với những viên đá thiên nhiên tuyển chọn cho quý khách chọn để hợp với mình, hợp với phong thủy và hợp với sở thích của mình, phục vụ cho cảm xúc, sở thích của cá nhân mình. Và sau đó Kỳ Lân sẽ gửi những file thiết kế cho phù hợp với viên đá đó để quý khách duyệt. Sau đó Kỳ Lân sẽ thực hiện hoàn thiện sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.